Hải Phòng đang phát triển như thế nào? Nếu như đi đầu tư bất động sản, anh chị và bạn nhất định phải biết Hải Phòng. Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà đẹp Đăng Dương. Tôi Đăng Dương, nhà môi giới bất động sản. Trong video ngày hôm nay thì Dương sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn những cái phân tích về phát triển hiện tại và tương lai của thành phố Hải Phòng ra sao. Khi đi đầu tư bất động sản thì chắc chắn rằng chúng ta phải biết được về thị trường, kinh tế, chính trị, vĩ mô của tỉnh, thành phố mà chúng ta định đầu tư vào, đúng không ạ? Thế thì bình thường ấy, rất nhiều anh chị chúng ta hay có cái xu hướng mà đầu tư ven đô để mà gia tăng cái lãi vốn của chúng ta. Thế thì nếu như xét trên một cái phương diện nào đó ấy, Hải Phòng so với Hà Nội, so với Quảng Ninh và so với một số tỉnh thành phố khác vẫn còn đang rất là nhiều những cái dư địa để phát triển. Và cái dư địa này thì sẽ thu hút cái gì ạ? Thu hút những cái nhà đầu tư, những cái nguồn vốn, những cái doanh nghiệp lớn họ về họ đầu tư cho Hải Phòng. Đơn giản bởi vì Hải Phòng còn chưa phát triển quá, hoặc là gì ạ, còn rất là nhiều những cái cơ hội để mà phát triển, thì làm sao thì những cái nguồn vốn đầu tư sẽ được rót về Hải Phòng, và như vậy thì cũng là cơ hội cho những cái nhà đầu tư cá nhân đi theo đầu tư theo các cá mập. Rồi bây giờ thì trước khi tiếp tục video này, anh chị và các bạn đừng quên ấn nút đăng ký, chọn hình quả chuông nhá, bởi vì tất cả những video mà Dương làm ấy đều với mục đích là giúp cho anh chị có thể đưa ra quyết định đầu tư bất động sản một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn. Vì vậy ngại gì mà không đăng ký, không chia sẻ video này để Nhà đẹp Đăng Dương sớm đạt được 100.000 lượt follow anh chị nhỉ. Rồi bây giờ thì Dương sẽ đi vào chia sẻ với anh chị một cái slide này và một cái file này. Thì ở cái file này thì phân tích rất là nhiều cái yếu tố, mà đặc biệt là có những cái con số cụ thể nhá. Chúng ta nói chuyện với nhau thì nói thì hay rồi, nhưng mà nếu như có những cái con số cụ thể thì chúng ta sẽ có niềm tin với nhau hơn. Và đây anh chị hãy nhìn đây ạ. Hải Phòng, thành phố năng động bứt phá bậc nhất. Đầu tiên thì nói về cái quy mô nền kinh tế thì quy mô nền kinh tế của Hải Phòng liên tục mở rộng. GDP năm 2020 là 12 tỷ USD, đứng thứ 2 miền Bắc và chiếm 5% cả nước. Anh chị có bất ngờ không? Bất ngờ không ạ? Chúng ta nghĩ đến Hải Phòng thì chúng ta hay nghĩ đến nhiều người, hoặc là thậm chí là một số biên tập viên bây giờ họ nói đến Hải Phòng, họ còn nói là tỉnh Hải Phòng nhá. Thế nhưng mà thực ra ấy, đang nói về cái vấn đề là quy mô nền kinh tế đây này. GDP năm 2020 là 12 tỷ USD, đứng thứ 2 miền Bắc và chiếm 5% cả nước. 5% cả nước là con số không hề nhỏ đâu nha, so với 64 tỉnh thành. Và thứ hai đấy là Hải Phòng là điểm vàng thu hút FDI, tổng vốn 10 tháng 2021 ấy là 20,31 tỷ USD và từ 851 dự án, và hiện giờ thì đang đứng đầu miền Bắc, nằm trong top 3 cả nước về việc thu hút vốn FDI. Và chúng ta sẽ nhìn những cái con số nó còn chi tiết hơn nữa. Đây là cái gọi là những cái mức tăng trưởng bứt phá liên tục mà hiếm có cái địa phương nào đạt được. GDP bình quân từ năm 2016 đến năm 2020 của Hải Phòng ấy là tăng 13,94% một năm. Ở trong cái biểu đồ này thì chúng ta có thể thấy cái phần màu xanh là Hải Phòng, còn phần màu vàng này thì là cả nước. Và mọi người hãy nhìn mà xem, gần như là năm nào thì từ 2016 đến 2020 ấy là gì ạ? Là Hải Phòng cũng tăng ít nhất là gấp đôi, có những năm là tăng gấp 3, ví dụ như năm 2020 này là tăng gấp 3 lần cả nước. Đặc biệt là 9 tháng năm 2021 thì cái GDP của cả nước là giảm đến 6%, nhưng mà riêng Hải Phòng vẫn tăng 12%. Đấy, mặc dù là nó có giảm hơn so với năm 2019, nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy là 2021 ấy, cái tình hình phát triển nó đã có cái phần nào nó khởi sắc hơn so với 2020. Đây mới có 9 tháng thôi mà đã tăng 12%, còn cả 2020 mới có 11%. Đó, dịch bệnh cũng có ảnh hưởng, nhưng mà nó không làm cho kinh tế của Hải Phòng gọi là bị ảnh hưởng nó quá là sâu sắc như là rất nhiều tỉnh thành khác trên cả nước. Và ở bên này thì chúng ta sẽ nhìn về cái GDP bình quân đầu người, gấp khoảng 2 lần cả nước, cũng gấp 2 lần. GDP bình quân tức là cái thu nhập bình quân mỗi một người trên một năm ấy. Năm 2016 thì đâu đấy khoảng tầm 3.473 đô một năm, tương đương đâu đấy với khoảng tầm 80-90 triệu gì đó. Và đến năm 2020 là hiện giờ là 5.863 đô USD trên một năm, và gì ạ, gấp đôi cái thu nhập bình quân trên cả nước. Đây chỉ là cái thu nhập bình quân trên đầu người, với cái dân số Hải Phòng bây giờ là hơn 2 triệu người. Đó. Và cái thu nhập này thì thường nó sẽ rơi vào những gọi là nếu như chúng ta sẽ tính là cái số này ấy, thì là cái số 5.800
63 USD này nó không có lớn một chút nào, nhưng mà thực ra bình quân trên 2 triệu người ấy, thì chúng ta phải hiểu rằng là như vậy là cái số lượng bên trên ấy, tập trung rất là nhiều người giàu. Khi mà Dương đi phân phối bất động sản ấy, thì Dương mới ồ à ra rằng ở Hải Phòng rất là nhiều người giàu, rất nhiều người giàu, rất nhiều doanh nghiệp họ có tiền, họ đầu tư bất động sản, rất nhiều những cá nhân họ làm ăn, họ kinh doanh tốt, họ đầu tư bất động sản và họ đầu tư một cách gì ạ, rất mạnh tay. Khi đến một dự án họ không phải mua một căn mà họ mua vài căn, nhiều căn đó. Hải Phòng rất nhiều người như vậy. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thêm một cái con số nữa. Đây, kinh tế Hải Phòng thì 9 tháng đầu năm 2021 là phát triển bất chấp đại dịch, nhờ triển khai cái công tác là phòng chống dịch rất là tốt. Đấy. Và so với các vùng đồng bằng sông Hồng ấy, thì Hải Phòng là có cái số tỷ lệ ca nhiễm là thấp nhất. Đấy, GDP 9 tháng của 2021 thì tăng 12,28%, gấp 8,65 lần trung bình cả nước. Đấy, trung bình cả nước thì có 1,42% thôi. Và chỉ số sản xuất công nghiệp là tăng 19,22% trong 10 tháng của 2021. Tổng kim ngạch xuất khẩu là 18,54 tỷ USD. FDI 10 tháng 2021 là 2,86 tỷ, gấp 2 lần tính theo năm. Đó, và sản lượng hàng hóa qua cảng ấy, cảng một trong những cái mũi nhọn kinh tế của Hải Phòng là hơn 119 triệu tấn, tăng 7% theo năm. Ở bên này, đấy, chúng ta thấy là biểu đồ tăng trưởng GDP này. Đấy, Hải Phòng đang là 12,28%, cao hơn Quảng Ninh, Hòa Bình, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế và cả Hà Nội nữa. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn về cái mức dân cư có thu nhập cao, thu nhập bình quân trên đầu người đấy. Đó. Thu nhập bình quân trên đầu người 2020 thì nằm trong top 3 miền Bắc và cao gấp 1,2 lần trung bình cả nước. Đây, Hà Nội thì là có gọi là mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất. Đấy, sau đấy thì đến Hải Phòng, đến Quảng Ninh, người anh em hàng xóm của Hải Phòng, một địa phương mà Dương cũng đang phân phối rất nhiều bất động sản, dự án, đặc biệt là các dự án của tập đoàn Sun Group ở Quảng Ninh. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn sang những cái số liệu. Đây, một cái số liệu mà Dương thấy là cũng rất là thú vị. Nguồn tiền kiều hối. Kiều hối tức là gì? Tức là cái nguồn tiền từ những người Việt kiều, họ có thể là làm việc, họ sinh sống ở nước ngoài, nhưng mà họ gì ạ? Họ gửi tiền về Việt Nam. Hiểu đơn giản là như thế. Và tính chung cả năm 2019 ấy, thì tổng số ngoại tệ chuyển về chính thống qua ngân hàng trên địa bàn thành phố đã đạt gần 407 triệu USD, tăng 120 triệu USD so với năm 2018. Và bình quân một tháng ấy, thì có hơn 30 triệu USD được chuyển về qua hệ thống ngân hàng. Đây xin nhấn mạnh với anh chị và bạn là qua hệ thống ngân hàng nhá. Ngân hàng thì chúng ta còn kiểm soát được cái con số. Thực tế cái con số nó còn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì có nhiều người thì không tiện chuyển qua ngân hàng, thì họ có chuyển theo cái hình thức là hand to hand, nhờ người thân hoặc là nhờ những cái người ta chuyên làm cái việc vận chuyển đấy, transformer đấy, người ta chuyển về Việt Nam, và cái đó thì nó không đi qua cái đường ngân hàng, và cái đó thì đi vào bất động sản cũng rất nhiều. Không thống kê được cái con số tiền kiều hối về đầu tư bất động sản là bao nhiêu, nhưng mà Dương khẳng định rằng ấy, là nó rất nhiều. Rất nhiều bởi vì bản thân Dương cũng làm việc với những gia đình mà có cái nguồn tiền kiều hối, thậm chí là gì? Thậm chí là trực tiếp người ở nước ngoài Việt kiều ấy, người ta làm việc với Dương, sau đấy thì người ta mua bất động sản và gì ạ? Người ta chuyển tiền về cho người Việt Nam để mà cái người Việt Nam đến mua, chứ không phải là làm việc với người Việt Nam sau đấy thì người ở nhà gặp Dương mà mua đâu, mà người ta mua trực tiếp nhá. Đơn giản thì là chuyển tiền qua người Việt Nam, người nhà Việt Nam để người nhà Việt Nam chuyển vào chủ đầu tư thôi. Đó. Chúng ta sẽ đi sang cái phần kết nối về thuận lợi đi. Vừa rồi thì chúng ta nói nhiều về phần kinh tế đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cái phần giao thông đi. Giao thông để mà giao thông hạ tầng, để mà chúng ta có thể hình dung được là thì kinh tế như thế, vậy thì giao thông hạ tầng hiện tại thì nó như thế nào và tương lai thì nó ra sao. Thế thì Hải Phòng ấy nằm tại cái vị trí chiến lược. Vì vậy thì hạ tầng giao thông kết nối của Hải Phòng ấy là gì ạ? Đã và đang được phát triển đồng bộ. Nếu mà nói là đồng bộ hoàn toàn thì chưa, nhưng mà đang trong cái giai đoạn phát triển đồng bộ, và so với một số tỉnh thành trong cả nước thì cũng đang là một tỉnh thành mà có cái mạng lưới giao thông cũng tương đối là tốt. Hải Phòng ấy nằm trong tam giác phát triển Hà Nội này, Hải Phòng, Quảng Ninh này, và thứ hai nữa thì là Hải Phòng cũng đang đẩy mạnh liên kết các địa phương ven biển Đông Bắc. Qua cái gì ạ? Mọi người có nhớ là Hải Phòng thì hiện giờ đang
nằm trong cái gọi là cái trục giữa của cái tuyến giao thông đường cao tốc ven biển nối từ Ninh Bình này, Thái Bình, Nam Định này, Hải Phòng này, sau đó thì đến Quảng Ninh, năm tỉnh và Hải Phòng thì nằm giữa. Đây là một cái tuyến đường cao tốc có tổng chiều dài lên đến 160 km và Hải Phòng thì nằm giữa. Đấy. Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh là một tuyến và Hải Phòng nằm giữa, và Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh thì Hải Phòng cũng nằm giữa, bởi vì Hải Phòng là một tỉnh thành, một thành phố có cái vị trí nó thuận lợi như vậy đấy, và với cái hệ thống cảng biển như vậy thì việc di chuyển qua, việc trung chuyển qua hàng hóa từ các tỉnh về Hải Phòng, về điểm giữa, sau đấy thì xuất khẩu hoặc nhập khẩu ra nước ngoài, đúng không ạ? Hoặc là du lịch thì cũng rất là tiện. Du lịch thì lát nữa Dương sẽ nói với anh chị và bạn. Và thứ ba nữa là Hải Phòng cũng là cái hành lang kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đó, hành lang kinh tế. Về cái phần kết nối ấy, thì hiện giờ Hải Phòng đã có những cái tuyến kết nối như sau. Gồm có gì ạ? Đường bộ này, đường sắt này, đường thủy và đường không. Cả bốn tuyến đường như vậy. Không phải tỉnh thành phố nào cũng có đủ bốn cái tuyến này đâu ạ. Ví dụ như Hà Nội thì không có đường biển. Đó. Trụ cột kinh tế của Hải Phòng là công nghiệp, du lịch và cảng biển. Đó, hai cái này. Và hiện giờ thì công nghiệp đang là một cái mũi nhọn phát triển rất là tốt. Và chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem. Đây là công nghiệp. Thì về cái quy mô và chất lượng ấy, thì là Hải Phòng là các ngành mũi nhọn đều là các ngành công nghệ cao. Ví dụ như là sản xuất ô tô này, chế tạo máy móc này, điện tử này, tin học và các sản phẩm công nghệ cao. Và chúng ta nhìn xuống cái biểu đồ bên dưới này là chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng 2021 của một số tỉnh thành. Đây, 8 tháng thì Hải Phòng đang là 20,6% này, Hà Nội 6,4%, Đà Nẵng đây, đây, đây. Nói chung là trong cái biểu đồ này thì Hải Phòng là đang đứng đầu so với Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí còn phát triển âm Bình Dương, Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai và Bắc Ninh. Đấy, Bắc Ninh cũng là một trong những cái tỉnh thành phố mà rất là mạnh về công nghiệp, đúng không ạ? Nhưng mà gì, thời gian vừa rồi thì 8 tháng của 2021 vừa rồi thì nó vẫn chưa phải là phát triển. Cái tốc độ tăng trưởng nó vẫn không bằng Hải Phòng. Và tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 đến 2020 của Hải Phòng ấy bình quân là 20,08% một năm, một cái tốc độ tăng trưởng cũng khá là kinh ngạc. Và 2,78 tỷ USD tổng vốn đầu tư, đấy là 9 tháng của 2021. Có 12 khu công nghiệp tính tới 2020. Tổng diện tích là 4.400 ha và dự kiến ấy là đã có quy hoạch tới 2030 là 10.800 ha dành cho khu công nghiệp. Đó. Đây, một số cái thông tin nữa, đấy là về cái FDI 9 tháng 2021 thì Dương đã vừa nói rồi, và nó gấp 3,25 lần cùng kỳ năm 2020. Đó, mặc dù là rất nhiều khó khăn như vậy nhưng mà cái FDI nó vẫn gấp 3,25 so với cùng kỳ của 2020. Và gì ạ? 113,97% kế hoạch năm, tức là vượt kế hoạch năm. Đấy, mới có gì 9 tháng thôi mà đã vượt kế hoạch năm rồi. Các dự án trọng điểm như là nhà máy ô tô của VinFast 3 tỷ USD, tập đoàn LG 7,24 tỷ USD. Về một số các dự án cấp mới của 2021 thì có đến 44 dự án. Nhưng mà cũng không thể kể hết được 44 dự án ấy đâu. Ở đây thì chỉ có một số cái dự án nổi bật. Mà ở đây thì Dương thấy nổi bật là cái nguồn vốn đầu tư ấy, thì có công ty Vision Best Holding với cái nhà máy 20 triệu USD tại khu công nghiệp An Dương này. Công ty Shanghai Moon Electric với 18 triệu USD tại khu công nghiệp V6, hay là công ty Hangzhou Rista với cái dự án 18,5 triệu USD tại khu công nghiệp Nam Cầu Kiền. Rồi một số các dự án 2021 thì có tăng vốn 49 dự án. Đó, đây mọi người nhìn đây, ví dụ công ty Zigina Miraso, tiếng Anh Dương đọc không tốt lắm, 140 triệu USD. Đó. Công nghiệp trách nhiệm hữu hạn điện tử Tongwei là 31 triệu USD. Đó, và cuối cùng là công nghiệp Osungvina 19 triệu USD. À, đây là về cái du lịch. Vừa rồi thì chúng ta đã nói xong về phần công nghiệp, đúng không ạ? Rất là nhiều những cái con số ấn tượng, rất là nhiều những cái thông tin phát triển, mà thậm chí nó còn đang phát triển hơn những cái tỉnh thành mà chúng ta cho rằng là du lịch của những cái tỉnh thành phố đã phát triển.
ví dụ như Bắc Ninh đúng không, nhưng mà thực ra thì cái tốc độ tăng trưởng của Hải Phòng nó còn vượt cả Bắc Ninh trong năm 2021 vừa rồi. Đây là về du lịch. Thì du lịch thực tế mà nói ấy, là chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ đánh giá rằng du lịch của Hải Phòng cũng không phải hoặc chưa phải là một cái thế mạnh thực sự của Hải Phòng so với người anh em Quảng Ninh đó, bởi vì Hải Phòng đang rất là mạnh về công nghiệp và cảng biển. Tuy nhiên thì theo cái định hướng của thành phố cũng như trung ương thì là gì, trong thời gian tới thì có rất nhiều những cái đại dự án về du lịch sẽ được tập trung tại Hải Phòng. Và bây giờ thì chúng ta xem hiện tại tình hình du lịch của Hải Phòng ra sao. Lượng khách tăng trưởng nhanh và liên tục qua các năm, bình quân là trên 9% một năm từ giai đoạn 2016 cho đến 2020. Ở bên phải này, ở bên trái này thì là một cái biểu đồ với cái màu xanh thì là khách du lịch, còn màu đỏ là cái mức độ tăng trưởng. Thì năm 2020 thì chắc chắn rằng có lẽ rằng không có khu vực nào mà không bị ảnh hưởng bởi du lịch, chỉ có các khu cách ly thì là cái lượng khách nó mới tăng lên nhanh chóng thôi, chứ còn những cái địa điểm du lịch thì chắc chắn là nơi nào cũng giảm. Hải Phòng ấy thì là 2020 là giảm 17%, Quảng Ninh thì giảm 37%, đó, tận 37%. Phú Quốc thì giảm đến 30%, Đà Nẵng thì giảm 6,4% và Khánh Hòa thì giảm 1,2%. Nhưng mà gì ạ? Đây này, những cái nơi như Phú Quốc, Đà Nẵng, Khánh Hòa là giảm rồi, nhưng mà tức là cái lượng khách của họ giảm khá nhiều và cái lượng hiện tại, tức là cái mà hiện tại trong năm của họ còn rất thấp. Trong khi đó Hải Phòng mặc dù ảnh hưởng nhưng mà lượng khách du lịch vẫn là gì ạ? 7,5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2020. Đó, mặc dù là có bị ảnh hưởng nhưng mà cái lượng khách du lịch là 7,5 triệu người cũng là một cái con số rất là lớn, mà Dương nghĩ rằng là những cái tỉnh thành ví dụ như Khánh Hòa hay Phú Quốc thì trong những cái giai đoạn thịnh vượng thì cũng chỉ đâu đấy sấp xỉ con số này hoặc hơn một chút xíu mà thôi, đúng không ạ? Đây, 3,5 triệu lượt khách mà giảm 30%, như vậy nếu mà 100% thì cũng chỉ đâu đấy khoảng 10 triệu lượt khách. Trong khi đó Hải Phòng thì đã giảm rồi và vẫn còn 7,5 triệu lượt khách. Và chúng ta hãy thử nhìn xem là về một số cái mục tiêu thì Hải Phòng ấy, mục tiêu là phát triển khu du lịch Cát Bà. Cát Bà thì mọi người phải biết rằng ấy là ngoài những cái gọi là những cái hiện hữu về các địa điểm du lịch nổi tiếng, rồi còn có cái dự án là Flamingo Đại Lải. Xin lỗi mọi người, Dương hay dùng cái từ cái, Dương không thích đưa cái từ đấy vào nhưng mà đôi khi nó là một cái thói quen, mọi người thông cảm nhé. Dự án Flamingo Cát Bà, và đặc biệt rằng mọi người hãy chú ý là gì ạ? Ở Cát Hải bây giờ đã có cáp treo của tập đoàn Sun Group họ triển khai, và với một cái thói quen hoặc là một cái hình thức kinh doanh đấy là thâm canh, thì Sun họ hay làm những cái công trình du lịch, những cái biểu tượng, sau đấy thì họ mới phát triển hệ thống bất động sản đi theo. Giống như rất là nhiều nơi ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam thì Sun họ đã làm cái điều đấy rồi, và gần gũi nhất chính là Quảng Ninh, đúng không? Thế thì Hải Phòng cũng thế thôi, Cát Bà thì đã có Sun Group, gần như là Sun Group sẽ là một trong những cái tập đoàn mà họ sẽ là chiếm lĩnh cái thị trường ở Cát Bà, Cát Hải đó. Còn Vin thì họ chiếm lĩnh thị trường khu công nghiệp, đấy chính là khu công nghiệp VinFast. Đồ Sơn thì hiện giờ ngay thời điểm mà mọi người đang xem video này thôi thì Dương cũng đang phân phối, cũng đang là đơn vị phân phối F1 của dự án Dragon Ocean Đồ Sơn. Cái dự án này thì hơi khó đọc một chút. Dragon Ocean Đồ Sơn hay gọi một cách đơn giản là khu du lịch quốc tế Đồi Rồng với vài nghìn sản phẩm thấp tầng, ở thấp tầng. Và trong giai đoạn 1 thì có mở bán khoảng tầm gần 400 những cái căn nhà thấp tầng, gồm có biệt thự, chưa có biệt thự, gồm có liền kề shop house, mini hotel, shop hotel đó. Rõ ràng rằng là Hải Phòng đang rất tập trung cho phát triển du lịch Cát Bà, Đồ Sơn. Và Vũ Yên cũng thế, Vũ Yên thì đã có tập đoàn Vingroup, họ triển khai đại dự án là Vinhome Vũ Yên và công viên chủ đề VinWonder. Đó, VinWonder cả miền Bắc thì chỉ có mỗi là Hải Phòng là có VinWonder mà thôi. Đó. Và sẽ trở thành một trung tâm du lịch quốc tế, và Hải Phòng cũng sẽ trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước. Nói đến du lịch nhá, chúng ta không chỉ nói đến cái vấn đề là những cái tiềm năng hiện có của về thiên nhiên đâu, mà phải có thêm những cái dự án nhân tạo của con người tạo ra, cộng thêm việc gì ạ? Kết nối về hạ tầng nữa. Và với 4 cái thế mạnh đầy đủ về hạ tầng, đường không, đường bộ, đường thủy, thì
Hải Phòng và đường sắt nữa, thì Hải Phòng không có ngại gì về cái vấn đề thu hút du khách đến với Hải Phòng. Và kế hoạch đến năm 2025 là 20 triệu lượt khách, trong đó có 2,7 triệu lượt khách quốc tế. Năm 2030 là 35 triệu lượt khách, trong đó thì có 5,8 triệu lượt khách quốc tế, và sẽ tạo ra từ 23 cho đến 25.000 việc làm trực tiếp trong lĩnh vực bất động sản, và rất nhiều việc làm trong à xin lỗi trong lĩnh vực du lịch, xin lỗi, 23 cho đến 25.000 gọi là việc làm trong lĩnh vực du lịch, nhưng mà sẽ kéo theo rất là nhiều những việc làm liên quan đến lĩnh vực bất động sản, giống như việc Dương đang làm đây. Và đây là hình ảnh chúng ta có thể thấy, đây là hình ảnh của Cát Bà. Đấy, những cái vịnh trông rất là đẹp và cũng đâu có thua kém gì so với vịnh Hạ Long đâu ạ. Thực ra nó cũng nằm trong một cái quần thể vịnh cả mà thôi, nó cũng giống như vịnh Hạ Long nằm trong một cái quần thể như vậy. Và chúng ta sẽ đi sang phần thứ ba. Phần thứ nhất là về công nghiệp, phần thứ hai về du lịch, và phần thứ ba chúng ta sẽ nói một chút về cảng biển đi. Cảng biển là một điều mà Dương thấy rất là tự hào về Hải Phòng, với 50 bến cảng, nhiều nhất cả nước và chiếm 17% tổng số cảng biển đó. 50 bến cảng và nhiều nhất cả nước nhá, nhiều nhất cả nước và chiếm 17% tổng số cảng biển. Nói gì thì nói, cái việc mà giao thương giữa Việt Nam và nước ngoài nó rất là quan trọng. Thử tưởng tượng nếu như mà chúng ta không xuất khẩu, không nhập khẩu, không có những cái nguồn vốn FDI thì làm sao mà chúng ta có thể phát triển được? Chúng ta giống như đối với những nhà đầu tư ở nước ngoài ấy, thì Việt Nam giống như là một dạng bất động sản vùng ven đấy, đúng không? Y chí như vậy, và họ đầu tư cho Việt Nam bởi vì là Việt Nam vẫn còn đang là một vùng ven đối với họ, và họ sẽ có được nhiều cái lợi nhuận khi mà họ đầu tư vào một vùng ven như vậy. Thế nhưng mà khi họ đến với Việt Nam thì họ phải đến bằng cái gì? Phải cảng biển, đúng không? Có đường không, có đường bộ, nhưng mà gì, cảng biển cũng là một, chính xác là một cái mũi nhọn. Lý do tại sao? Bởi vì Dương cũng xuất thân từ người làm bên bên vận tải ra, vận tải đường thủy ra, thì Dương cũng thấy rằng cảng biển ấy là cái chi phí vận chuyển ấy nó rất là rẻ, bởi vì khối lượng vận chuyển thì lớn, có thể là cái thời gian thì lâu hơn, nhưng mà cái khối lượng vận chuyển được một lúc ấy nó lớn, và cái việc di chuyển nó thuận tiện, nó có thể di chuyển được khắp là nhiều nơi, bởi vì là gì, bởi vì mặt nước mà có thể luồn lách được rất là nhiều nơi, nên là gì, có về cái vấn đề cảng biển là nó mãi mãi nó phát triển. Và với 50 bến cảng, nhiều nhất cả nước, chiếm 17% tổng số bến cảng cả nước, thì Hải Phòng chắc chắn là một cái mũi nhọn. Và Hải Phòng thì vẫn còn đang kỳ vọng phát triển thêm nữa về cảng biển chứ chưa phải dừng lại đây. Và đây thì mọi người có thể thấy là cảng container quốc tế Tân Cảng, cảng nước sâu đầu tiên duy nhất hiện nay tại miền Bắc, và là một trong 20 cảng trên thế giới được đón tàu siêu trường siêu trọng. Thực ra với tiềm năng của Hải Phòng thì cái hệ thống cảng biển ấy nó còn phải phát triển hơn như thế này nữa, nhưng mà hiện tại thì là gì ạ, nó vẫn chưa được phát triển theo đúng kỳ vọng của nhiều người dân thành phố Hải Phòng và theo bản thân Dương, nhưng mà Dương tin rằng trong thời gian tới thì sẽ được phát triển theo đúng cái kỳ vọng của mọi người. Và đây là một mục tiêu phát triển, và mọi người nhớ cái này không phải nghĩ ra nhá, cái này là Dương không nghĩ, mà cái người làm cái slideshow này họ cũng không tự nghĩ ra được, mà đây là gì ạ, theo nghị quyết 45 Trung ương ngày 21 tháng 1 năm 2019 của Bộ Chính trị đấy ạ, thì năm 2025 là thành phố Hải Phòng sẽ là thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại, đến năm 2030 thì là thành phố công nghiệp hiện đại, thông minh, thêm cái thông minh bền vững, và nữa là tầm cỡ Đông Nam Á, 2030 là sẽ là tầm cỡ Đông Nam Á. Và đến năm 2045 là thành phố trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á, lúc đấy là hàng đầu châu Á. Như vậy là năm nay là 2021 là còn tới 34 năm nữa thì mới trở thành thành phố hàng đầu châu Á à. Hơi lâu nhỉ, một nửa đời người rồi. Nhưng mà không sao, chúng ta gọi là chúng ta chỉ cần biết được rằng là đến 2025 là Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại. Hiện giờ thì cũng đã là thành phố công nghiệp và cũng theo hướng hiện đại rồi. Tuy nhiên là 2025 thì là gì ạ? Sẽ còn phát triển hơn nữa. Và đến 2030 thì chúng ta cũng đặt mốc, chúng ta đến năm 2020 nó đúng với một chu kỳ nữa. Đúng không ạ? 2010, 2020 đến 2030 là một chu kỳ mới của phát triển của một thành phố, và cũng là phát triển của bất động sản, chu kỳ của bất động sản, đúng không? 10 năm. Và đây cũng sẽ là một chu kỳ mà Dương nghĩ rằng rất là nhiều anh chị cũng giống như bản thân Dương sẽ có kỳ vọng là thay đổi cuộc đời qua cái chu kỳ này.
Đây là một số những cái thông tin khác nữa. Đó, cụ thể, tức là đây là đi vào cái phần cụ thể. Ví dụ như 2025 thì sẽ là củng cố này, chuẩn bị những cái nền tảng để bứt phá. Đó, về công nghiệp theo hướng hiện đại, trọng điểm kinh tế, cảng biển của cả nước, trung tâm dịch vụ logistics quốc gia, trung tâm đào tạo nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, cảng biển cả nước. GDP thì đóng góp vào cả nước là 6,4%, đóng góp vào GDP vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là 23,7%, tăng trưởng GDP giai đoạn 2018-2015 là lớn hơn bằng 13% và GDP bình quân đầu người là 14.740 USD, tức là nó sẽ tăng khoảng 2,5 lần so với thời điểm hiện tại. Và đây là kỳ vọng của 2030 đó, và chúng ta hãy đưa ra một cái cột mốc cho bản thân chúng ta đi. Khi mà chúng ta đi đầu tư bất động sản ấy, thì chúng ta cũng phải có một cái mục tiêu về tài chính và mục tiêu về những cái liên quan đến cái sự nghiệp phát triển của chúng ta, đúng không ạ? Và 2020 đến 2030 nó là một cái mốc, cột mốc. Thế thì chúng ta hãy đặt cái cột mốc là đến 2030 thì Hải Phòng như thế này và chúng ta thì sẽ như nào. Đó, thì chúng ta hãy xem là 2030 thì vẫn cứ là trung tâm logistics quốc tế. À, bây giờ thì là trung tâm logistics quốc tế rồi, chứ không phải quốc gia nữa. Đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc đó, trung tâm quốc tế về đào tạo nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ với các ngành nghề hàng hải, đại dương học, kinh tế biển, chính quyền đô thị được xây dựng và hoàn thiện phù hợp với yêu cầu của thành phố thông minh. Đó, hy vọng lúc đó thì trung tâm hành chính bên Thủy Nguyên thì đã xong xuôi toàn bộ các thứ, bởi vì 10 năm nữa mà, 9 năm nữa cơ mà. Đóng góp vào GDP cả nước là 8,2% này, đóng góp vào GDP vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 28,3%. Tăng trưởng kinh tế GDP giai đoạn 2026 đến 2030 là 12,5% và GDP bình quân là 29.900 USD. Tại sao không để tròn 30.000 USD nhỉ? Đây, 2045 là thành phố trình độ phát triển cao trong các nhóm thành phố hàng đầu châu Á. Cái đoạn này thì không có để cái con số gì, vì chắc là trung ương cũng như thành phố chưa có đưa ra được những con số cho cái giai đoạn này. Nhưng mà chắc chắn là đến cái thời điểm đấy thì Dương cũng như các bạn cũng như Hải Phòng thì đã ở một cái trạng thái hoàn toàn khác so với bây giờ rồi. Đó, như vậy là vừa rồi thì Dương đã kết thúc một cái video chia sẻ về tình hình kinh tế xã hội của Hải Phòng hiện tại và tương lai như thế nào, thậm chí là tương lai tận đến 34 năm sau, tức là 24 năm sau 2045. Đó, thế nhưng mà thôi, chúng ta hãy cứ đặt mục tiêu 15 đi, từ 2020 đến 2030. Và khi mà mọi người xem hết cái video này thì mọi người có cái cảm nhận gì ạ? Có thể rằng chúng ta sẽ hơi bị rối loạn một chút với những cái con số, nếu như với những anh chị nào mà chúng ta không quen, chúng ta phân tích về cái việc phát triển vĩ mô mà chúng ta chỉ quen vi mô thì chúng ta sẽ thấy hơi rối một chút. Nhưng mà hiểu một cách nôm na như thế này, Hải Phòng đang là một thành phố mà có rất là nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên thì thực sự là hiện tại là còn chưa được phát triển đúng mực, xứng đáng với những gì mà Hải Phòng đang có. Và chính vì thế nhá, nó là một cái có thể là gọi một cái nó hơi bị thiệt một chút, nhưng nó cũng là một cái lợi thế. Vì tại sao ạ? Vì có tiềm năng nhưng mà chưa được phát triển gọi là nở rộ hết cỡ, thế thì mới có nhiều cái nguồn đầu tư trong và ngoài nước, tập đoàn lớn của trong nước ngoài nước họ đầu tư về, họ xây dựng những cái dự án, những cái công trình, đúng không, những cái khu công nghiệp. Thế thì nó là một cái cơ hội để cho anh chị bạn, những nhà đầu tư bất động sản có thể về đây phát triển với cái mục đích 3-5, 5-5, 10-5 để mà gì, thay đổi cuộc đời của mình thông qua việc thành công với sự nghiệp đầu tư bất động sản. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video này, và với một cái mong muốn là làm sao mà giúp anh chị và các bạn đi đầu tư một cách nhanh chóng, an toàn và thật hiệu quả, thì Dương sẽ làm mọi cách để mà có thể giúp anh chị đạt được cái điều đó. Và trước khi rời khỏi video, anh chị và các bạn đừng quên ấn nút đăng ký, chọn hình quả chuông để giúp Dương cũng như giúp chính anh chị đưa kênh Nhà Đẹp Đăng Dương sớm đạt 100.000 lượt follow nha. Bây giờ thì xin chào anh chị.